Đây chương trình Tơ Lòng trên Phím Nhạc. Quý vị thính giả thân mến, không biết từ bao giờ âm nhạc đã đến với con người, hiện hữu trong đời sống như một giá trị tinh thần vô giá. Để có những cung bậc ngọt ngào ấy, người nghệ sĩ đã đem hết cảm xúc phó vào những cung đàn vô điệu, trải tơ lòng mình trên phím nhạc và từ đó để lại cho đời những nhạc phẩm mà chúng tôi tin tưởng sẽ còn sống mãi với thời gian. Xin mời quý thính giả cùng chúng tôi bước vào thế giới của tơ lòng trên phím nhạc qua sự diễn đọc của chính tác giả Hồng Phong, Phi Anh và Phi Vân. Trân trọng kính mời quý vị cùng lắng nghe. Chương trình Tơ Lòng trên Phím Nhạc kỳ thứ 48, nhạc sĩ Nguyễn Văn Quỳ. Thầm ước bên nhau hòa tiếng
Trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc xin trân trọng gửi lời chào tái ngộ đến toàn thể quý vị khán thính giả khắp mọi nơi. Xin thân mến gửi lời chúc sức khỏe và cầu mong mọi điều bình yên tốt đẹp nhất đến với tất cả mọi người. Chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc kỳ thứ 48 hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị một nhạc sĩ tương đối khá xa lạ đối với những người yêu nhạc. Thế nhưng những sáng tác của ông lại là một di sản quý báu trong dòng nhạc giao hưởng, vốn là loại nhạc tương đối rất hiếm hoi của nền nhạc Việt. Ngoài những bản nhạc giao hưởng của ông chỉ sáng tác duy nhất một thể loại nhạc có chủ đề tình ca quê hương, và số lượng của những sáng tác ấy cũng không quá 10 bài. Nhạc phẩm mà chúng ta vừa lắng nghe qua tiếng hát của nam ca sĩ Sĩ Phú là một trong những sáng tác ấy, ca khúc có tên là Bóng Chiều. Là một nhạc sĩ sáng tác rất ít, Nguyễn Văn Quỳ chỉ viết một số nhạc phẩm như Nhớ Trăng Huyền Xưa, Dạ Khúc, Bóng Chiều, Chiều Cô Thôn. Ngoài ra, tất cả những sáng tác khác của ông là những bản sonate dành cho dàn nhạc giao hưởng. Nguyễn Văn Quỳ là hội viên mang quốc tịch Việt Nam đầu tiên của Hiệp hội Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc toàn thế giới, viết tắt là SACEM. Nguyễn Văn Quỳ sinh năm 1925 tại Hà Nội. Từ bé đã thấm nhuần những giai điệu nhạc Việt như Hàn Vân, Lưu Thủy, Cổ Bản. Học trường dòng, tiếp xúc âm nhạc của châu Âu, Nguyễn Văn Quỳ đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ nhỏ. Tốt nghiệp hòa âm hệ cao đẳng Hàm Thụ tại Paris năm 1954. Sau Hiệp định Geneva, ông ở lại giảng dạy về hòa âm tại trường cao đẳng sư phạm Hà Nội. Từ năm 1956 đến năm 1978, ông đã hoàn thành được 9 bản sonate viết cho violin and piano. Nguyễn Văn Quỳ được trao giải nhì của Hội Nhạc sĩ Việt Nam do bản sonnet số 4 năm 1995 và bản sonnet số 8 năm 2005. Năm 2009, ông được Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Hà Nội trao tặng Giải thưởng Văn hóa Di sản Patrick Monier 2009 của Thụy Sĩ. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Quỳ còn được bạn bè gọi là Quỳ Sonnet hay Vua Sonnet. Mặc dù đã rất lớn tuổi, thế mà niềm say mê dành cho Sonnet vẫn còn đó. Ông chính thức đến với sự nghiệp sáng tác Sonnet từ năm 1963. Sở trường của nhạc sĩ Nguyễn Văn Quỳ là sáng tác nhạc giao hưởng. Nhưng rất tiếc, đây lại là thể loại nhạc mà người ta thường nói là kén thính giả, bởi không có được mấy người có thể hiểu cũng như cảm nhận được cái hay của thể loại nhạc này. Vì thế,
Trong chương trình hôm nay, viết về nhạc sĩ Nguyễn Văn Quỳ, chúng tôi chỉ xin mạn phép đề cập đến những sáng tác thuộc chủ đề tình ca quê hương của ông mà thôi. Nếu quý vị nào thích thú tìm hiểu về dòng nhạc giao hưởng của nhạc sĩ Nguyễn Văn Quỳ, xin vui lòng tìm kiếm trên mạng để lắng nghe. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng lắng nghe một nhạc phẩm khác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Quỳ. Với tựa đề Chiều Cô Thôn, nhạc sĩ Nguyễn Văn Quỳ đã khơi lại bao cảm xúc về những tình cảm dạt dào dành cho những ngôi làng quê an bình với đời sống êm ả. Có một ước lệ, khuôn mẫu chung cho hầu hết những sáng tác của các nhạc sĩ thuộc dòng nhạc tiền chiến khi viết về đời sống nơi làng quê, đó là hình ảnh những cô gái miệt mài, chăm chỉ với công việc đồng áng. Những cô thôn nữ trẻ trung này yêu cuộc đời và yêu công việc mỗi ngày. Và cũng không thể thiếu những buổi chiều làng quê với tiếng sáo dìu vi vu, như càng gợi thêm sự êm ả, thanh bình cho cảnh đời mộc mạc, giản dị nơi đây. Cuối cùng, làng quê trong nhạc của Nguyễn Văn Quỳ là những buổi chiều với gió hiu hắt nhẹ nhàng, trải dài mênh mông theo những mơ ước cho một ngày mai đời sống yên vui, no ấm. Xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe tiếng hát của nữ ca sĩ Mai Hương với một nhạc phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Văn Quỳ, Chiều Cô Thôn. Tình quê tha thiết.
sớm về lều tranh yêu dấu, gió chiều hiu hắt du lòng, tha thiết tình quê, tha thiết tình. Nhạc phẩm kế tiếp của nhạc sĩ Nguyễn Văn Quỳ mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị có tên là Dạ Khúc. Không rõ vì sao đã có quá nhiều nhạc sĩ chọn tên Dạ Khúc để làm tựa đề cho những sáng tác của mình. Điều này đã làm cho giới yêu nhạc rất dễ bị lầm lẫn từ nhạc phẩm này qua nhạc phẩm khác, cũng như người sáng tác ca khúc. Ngoài Dạ Khúc của Nguyễn Văn Quỳ, chúng ta còn có Dạ Khúc của Nguyễn Mỹ Ca. Hai dạ khúc khác của các nhạc sĩ ở trong nước sáng tác sau này, rồi dạ khúc của nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang, cộng thêm hai bài dạ khúc cổ điển, một của Schubert và một của Enrico Toselli. Cả hai đều được đặt lời Việt bởi nhạc sĩ Phạm Duy. Như thế, tổng cộng chúng ta đã có đến 7 dạ khúc. Chính điều này đã làm cho những người yêu nhạc rất dễ bị lầm lẫn và bối rối mỗi khi nghe đến tên Dạ Khúc. Bây giờ chúng ta hãy lắng nghe Dạ Khúc của Nguyễn Văn Quỳ qua tiếng hát của ca sĩ Trần Thái Hòa. Thắm cung đàn ai cất trên mong say xưa quên hận sâu mơ băng giang xưa trong tiếng tơ ngập ngừng ai oan đêm trên bến cô liêu mờ xóa chiều tà làn thầm sơ xác run nghe sương chìm băng giá hồn ai về rền tiếng than như chập chờn hòa tan cùng nhịp sóng nước reo mịt mùng vắng xa còn tiếc khi hoa lòng tươi sắc dương người ánh mắt in hình xuân trang trong mái tóc xanh ngát hương đời gió dịu hiền nhẹ rung lên ngàn lời thơ niềm trinh ngất ngây trong bao đợi chờ nhưng ngày xanh thắm mau phai tà nắng mây vàng cây buồn sao xuyến thương hoa dạ rời theo gió màn đêm lạnh lùng lớp canh nhung mịn màng giọt sương sầu nặng lá thầm buông
còn tiếc khi hoa lòng tươi sắc dương. Người anh mắt in hình xuân trắng trong, mái tóc xanh ngát hương đời gió dịu hiền, nhẹ rung lên ngàn lời thơ, niềm trinh ngất ngây trong bao đợi chờ. Nhưng ngày xanh thắm mau phai, tà nắng mây vàng, cây buồn sao xuyến, thương hoa dạ rời theo gió. Màn đêm lạnh lùng lấp cánh nhung mịn màng, giọt sương sâu nặng lá. Điểm đặc biệt đầu tiên người ta có thể nhận thấy ngay khi nghe nhạc Nguyễn Văn Quỳ là hình như ông bị cảnh chiều và đêm huyễn hoặc. Những nhạc phẩm ông sáng tác hầu hết đều có hình ảnh của chiều và đêm. Mỗi ca khúc của Nguyễn Văn Quỳ dường như là một mảnh tâm hồn ông, một cảnh đời ông sống qua, một ước mơ, một hình ảnh ông lựa chọn nâng niu. Lời ca của ông đều là những bài thơ tình tuyệt đẹp. Dàn trôi qua nhưng dáng ai không hề phai nhòa, chiều nghe gió về mơ tìm tiếng hát ngân trong phòng xưa. Nhìn hàng mây trôi thầm ước làm chim trời, cánh chim bạt gió bay tìm. Lời chim âu yếm sẽ hát du lòng người xa vời, nhớ thương tràn đầy mắt ai giữ đừng ướt lệ đầy vơi. Xa nhau tuy có đau sầu chia phố, nhưng hoa đang thắm có bao giờ chim chờ tia nắng ấm. Cách xa nhau rồi tình ta càng tha thiết hơn. Từng hạt mưa tuôn là nước về với nguồn, nước xa mạch nước nhưng rồi thành dù heo mây xa cây chút bao nhiêu lần la vàng, ngàn hoa vẫn cùng nắng xuân tưng bừng trên sắc hương.
từng hạt mưa tuôn là nước về với nguồn, nước xa mạch nước nhưng rồi thành mây. Dù hẻo mây sáng cây chút bao nhiêu lần là vàng, ngàn hoa vẫn cùng nắng xuân tưng bừng khoe sắc hương. Vừa rồi là tiếng hát của nam ca sĩ Vũ Anh qua ca khúc có tên Mây Trôi của nhạc sĩ Nguyễn Văn Quỳ. Hiện tại, ông vẫn sống trong căn nhà cũ kỹ nằm trong khu 36 phố Phường Hà Nội với chiếc piano mà ông Chát Chiêu mua được từ những năm 1960 của thế kỷ trước. Trong nước, tên tuổi của Nguyễn Văn Quỳ dường như không mấy người biết đến, nhưng ở Đức, Pháp, người ta lại biết đến ông khá nhiều. Ông đã 3 lần được các đồng nghiệp ở Pháp mời sang thăm và giao lưu. Các bản nhạc sonnet của ông được nhiều nhạc sĩ, nhà nghiên cứu âm nhạc, khán thính giả nước ngoài ghi nhận là độc đáo và sáng tạo. Khi được hỏi về khuynh hướng sáng tác, Nguyễn Văn Quỳ trình bày: "Nhiều bạn bè tôi ở Việt Nam đều nói rằng nhạc của tôi có nhiều đoạn nghe rung động lòng người. Như vậy, nếu tôi làm cho con người Việt Nam rung động khi nghe nhạc của tôi, thì tất nhiên nhạc của tôi phải mang hồn Việt Nam, chứ người ta không thể nào rung động với những gì quá xa lạ đối với họ. Trong khi đó, người nước ngoài lại cảm thấy nhạc của tôi có gì lạ, không giống của họ. Đó là tôi đã đưa tính dân tộc Việt Nam vào nhạc của tôi. Nhạc sĩ chưa bao giờ lo lắng về việc ông thu được bao nhiêu tiền từ những bản sonnet của ông. Điều ông trăn trở nhất là làm sao đưa được những đứa con tinh thần của mình đến với công chúng, muốn nhìn thấy chúng được phát hành trước khi ông ra đi về cõi vĩnh hằng." Và bây giờ chúng tôi xin gửi đến quý vị nhạc phẩm cuối cùng của chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc ngày hôm nay, nói về nhạc sĩ Nguyễn Văn Quỳ, ca khúc có tựa đề Nhớ Trăng Huyền Xưa. Vầng trăng tự cổ đã là nguồn cảm hứng cho biết bao tao nhân mặc khách. Ánh trăng dịu dàng, bàng bạc trong biết bao tác phẩm nghệ thuật đã khiến người thưởng ngoạn cũng say đắm như người sáng tác. Bóng trăng càng trở nên diễm ảo, huyền hoặc trong cảm xúc của tiếng tơ đàn hòa chung một nhịp của hai người đang yêu, để lòng ngát say với hương hoa, với tơ đàn hòa điệu. Nhưng rồi một chiều thu, chợt bao ước nguyện đã tàn. Vầng trăng kia tuy vẫn còn sáng ngời, nhưng không còn gieo tươi thắm cho lòng người nữa. Nhưng chiều thu nay tàn rồi bao ý thơ, dáng xưa đâu còn cho hương vương trong gió. Bằng một thể điệu nhịp nhàng lạ lướt, Nhớ Trăng Huyền Xưa đã là một ca khúc tuyệt vời, đậm đà nét trữ tình và lãng mạn. Bây giờ, dòng nhạc Nguyễn Văn Quỳ sẽ đến cùng quý vị khán thính giả qua ca khúc Nhớ Trăng Huyền Xưa bằng tiếng hát thanh thoát của nữ ca sĩ Mai Hương. Trong khi chúng tôi đang thực hiện chương trình này vào tháng 11 năm 2020, thì cũng vừa được biết tin nữ ca sĩ Mai Hương, người đã đóng góp rất nhiều trong việc giúp phổ biến những tuyệt phẩm âm nhạc bằng giọng hát tuyệt vời của mình để gửi đến mọi người, đã vừa qua đời tại tiểu bang California, Hoa Kỳ, hưởng thọ 79 tuổi. Tơ Lòng Trên Phím Nhạc xin được mượn chương trình này để gửi lời phân ưu đến với những người thân của ca sĩ Mai Hương, cũng như để tỏ lòng tri ân và ngưỡng mộ đến ca sĩ Mai Hương, người đã đóng góp cả cuộc đời trong lĩnh vực âm nhạc và nghệ thuật.
dần xuống, hàng cây hắt hiu theo gió buồn, mây trắng mờ trong bóng đêm, không gian lắng chìm vắng im, bóng trăng dần xuống, xa vời bao bóng dáng yêu thương, tơ trùng ai nắng cho lòng dâng lên ngàn tiếng. Dưới trăng huyền xưa từng ánh lung linh tràn hòa muôn gió biêu, tìm đến bên hoa gió trăng nhẹ nhẹ mơn mơn cánh yêu kiều. Dưới trăng huyền xưa hôn thắm chơi vơi trong tình trăng chán chứa ngát hương say nồng, lòng ai nay ngất với trong thu ngàn đóa hoa. Nhưng chiều thu nay tàn rồi bao ước mong trong sáng nơi đây nhưng không thắm cho lòng. Nhưng chiều thu nay tàn rồi bao ý thơ dáng xưa đâu còn cho hương vương trong gió. Nhớ trăng huyền xưa lòng bóng hoa trăng rung từng bông cánh thắm, gió dương ý tình hồn ai như mơ thấy tan trong trời thu. Bóng trăng dần xuống, hàng cây hắt hiu theo gió buồn, mây trắng mờ trong bóng đêm, không gian lắng chìm vắng im. Bóng trăng dần xuống, xa vời bao bóng dáng yêu thương, tơ trùng ai nắng cho lòng rung lên ngàn tiếng. Dưới trăng huyền xưa từng ánh lung linh tràn hòa muôn gió biêu, tìm đến bên hoa gió trăng nhẹ nhẹ mơn mơn cánh yêu kiều. Dưới trăng huyền xưa hôn thắm chơi vơi trong tình tàn rồi bao ước mong trong sáng nơi đây nhưng không thắm cho lòng. Nhưng chiều thu nay tàn rồi bao ý thơ dáng xưa đâu còn cho hương vương trong gió. Nhớ trăng huyền xưa lòng bóng hoa trăng rung từng bông cánh thắm, nhạc Nguyễn Văn Quỳ không có bài nào vui nhưng cũng không quá buồn. Nét buồn trong nhạc của ông không phải vì ngoại cảnh như dòng nhạc của Nguyễn Thiện Tơ. Nếu có buồn thì cũng là cái buồn thơ mộng, và những gì được gọi là thơ mộng thì tự nó có sức sống riêng. Một điểm đặc biệt khác là lời nhạc của Nguyễn Văn Quỳ rất bóng bẩy, chải chuốt. Có thể gọi Nguyễn Văn Quỳ là một người lãng mạn, và có kẻ lãng mạn nào
cũng mang sẵn trong người một nửa số mệnh của kẻ thất tình. Và dấu vết ông để lại là chính giọng nhạc của ông vậy. Chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc kỳ thứ 46 vừa gửi đến quý vị dòng nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Quỳ. Xin chân thành cảm tạ sự tiếp tục theo dõi và ủng hộ của quý vị. Sự hỗ trợ của quý vị là một niềm khích lệ vô cùng lớn lao cho chúng tôi. Xin chia sẻ chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc đến với những người thân quen và đăng ký kênh cũng như để lại lời bình luận. Xin thân ái chào tạm biệt quý vị khán thính giả nơi đây và xin hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.